chị em mừng lắm chị. Dạ, nghe nói, nghe nói mới năm nha thương. Ừ, mới tối hôm qua mới nghe nói thôi. Cũng đáng chịu luôn. Nhất á gặp cái chuyện thứ hai gặp thành chủ dẻo chuyện ra. Tôi lớp năm 70 anh. Chắc anh không biết. Không nhớ từ năm 70 anh ra rồi, ra rồi. Ồ anh lớp của ai rồi? À, người Diệp á. À, lớp lớp của Trà Yên mà. À. Thật ra mới đầu gặp tôi gọi là Trà Yên. Sau gọi là thằng Yên. Có đụng chạm không? Alo, alo. Tôi thấy ông tôi tính gọi cho ông, tôi tội nghiệp quá. Mà chưa kịp gọi cho để đi tôi về tôi gọi. Có gì đâu phải gọi, tại vì muốn dòng nhẽo gì đi ta. Ai vậy ông mô, không mắc. Mê Quỳnh Tá. Đúng rồi, mê Quỳnh Tá. Ở phần nhà Quỳnh Tá, cứ ra cái đường Quỳnh Tá, có bà con. Ồ, khỏe quá. Chạy vô, mà cắn chứ đừng vô vậy chết rồi. Đời sau, đỡ chưa, đỡ chưa. Đi bác sĩ lại rồi. Người ta thì bị high blood pressure, tôi thì low blood pressure. Bà ở đó, tôi chỉ là cao. Tôi bị tim mà. Cảm ơn chị. Anh Tuyên chào cô Sáu. Bữa hôm mình đấu láo trên Facebook, mình bảo là chừng nào cha tới mình trải thảm đỏ. Hôm nay ổng nhắc thì không tụng cái thảm đỏ. Mày à. Đây là cô Sáu của Tuyên đây, thầy Sáu Tuyên. Cô Sáu của Tuyên. Hôm nay có tới mấy cha giảng, thầy Sáu này đừng nói gì qua mắt thầy.